Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về loài chim. Trên thế giới có khoảng 10.000 loài chim được biết đến, phân bố trên khắp các lục địa. Chim có thể được tìm thấy ở mọi nơi trên thế giới, từ các vùng cực lạnh đến các khu rừng nhiệt đới. Chim là một nhóm động vật vô cùng đa dạng về hình dạng, kích thước, màu sắc và tập tính. Chim là một nhóm động vật quan trọng trong hệ sinh thái. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc thụ phấn phân tán hạt giống và kiểm soát các quần thể côn trùng cảm ơn các bạn đã xem video hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào